Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào anh trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, có một bạn hỏi là anh Dương có thể làm về tư duy của người dùng iPhone được hay không? Mình thấy ai dùng iPhone thường rất là toxic. Thế thì cũng có một số bạn có comment ở đây. Nhưng mà cá nhân mình thấy là như này này. Đầu tiên ý, là toxic là tính cách của con người, cho nên nó liên quan gì đến việc dùng điện thoại đâu. Đúng không nào? Đấy, những cái phản ứng tiêu cực của con người đấy là do họ chứ đâu có phải là do một cái điện thoại đâu. Nếu mà một cái điện thoại mà có thể làm thay đổi tính cách con người như thế thì chúng ta thay đổi tính cách của mình dễ quá bằng cách là thay đổi điện thoại thôi à. Đúng nào? Người ta nói rằng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đúng không ạ? Vậy nên là cái việc toxic hay không ấy là phụ thuộc vào tính cách nhé, chứ không phải phụ thuộc vào cái điện thoại nhé các bạn nhé. Tiếp tục nữa nào. Tư duy của người dùng iPhone thì rõ ràng là mình thấy rất là buồn cười ở cái chỗ là tư duy của mỗi người lại càng không phụ thuộc vào cái điện thoại. Nếu mà tư duy của bạn mà phụ thuộc vào cái điện thoại thì hóa ra là mình lại không phải con người à? Đúng nào? Đúng ạ. Rõ ràng rồi, con người khác con vật ở cái chỗ là có tư duy mà. Chứ chỉ vì một cái điện thoại mà chúng ta lại có một cái tư duy khác đi thì rõ ràng là không đúng. Đấy. Thì mình nghĩ là tư duy hay là toxic đấy là của mỗi con người, chứ nó không liên quan gì đến cái điện thoại cả. Nhưng mà qua cái câu hỏi này thì mình thấy là như này này. Hiện tại có một cái thực trạng rất là đáng buồn ở trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các cái hội nhóm về công nghệ. Đấy là chúng ta rất là hay cãi nhau về những cái thứ mà nó không phải thuộc về bản chất của chính chúng ta. Ví dụ như này nhá. Đấy là một bạn dùng iPhone, một bạn dùng Samsung đi. Hai bạn tự nhiên cãi nhau, bảo là mày lựa chọn Samsung là ngu rồi. Hay là không, mày lựa chọn iPhone mới là ngu, bị hút máu mà không biết. Không, mày ngu, không, mày mới ngu hơn. Xong rồi cứ chửi nhau như thế, đúng không nào? Thế thì theo các bạn như thế nó có buồn cười hay không ạ? Các bạn đã xem ở trên kênh YouTube của mình rất là nhiều những cái video short ngắn mà mình làm với cả admin Kha ấy. Mình có đả kích, châm biếm những cái hiện tượng như thế. Nó giống như kiểu là máy em có đẹp bằng máy anh hay không, hay là máy em có chức năng này hơn máy anh hay không. Nó giống như kiểu một đứa trẻ con tầm khoảng vài ba tuổi, nó được bố mẹ mua cho một món đồ chơi. Thế xong rồi nó chạy sang nhà hàng xóm, nó bảo là cái đồ chơi của mày có đẹp bằng đồ chơi của tao hay không? Cái súng của mày có đẹp bằng cái súng bắn nước của tao hay không? Hay là cái con búp bê của mày có đẹp bằng con búp bê của tao hay không? Kiểu như thế. Thế thì các bạn có cảm thấy là mình trẻ con hay không ạ? Đấy. Nói trẻ con ấy thì nó còn hơi nhẹ nhàng đấy. Chứ chính ra mình thấy là nếu mà chúng ta dùng cái điện thoại để mà nói là mình thông minh hơn người khác ấy, thì bản chất nhá, chúng ta không có bất kỳ một cái điểm gì từ chính bản thân chúng ta để chúng ta cảm thấy tự hào cả, mà phải dựa vào một cái vật thứ ba để mà cảm thấy tự hào. Nó cũng giống như việc là bây giờ bạn mua một cái món đồ, ví dụ như là cao hơn nữa đi, bạn mua một cái xe máy đi, đúng không nào? Thế thì người dùng cái xe máy này, phải xe máy A với xe máy B chẳng hạn, ui dồi ôi, mày mua Yamaha là ngu rồi, ui dồi ôi, không bền đâu, ui dồi ôi, mày mua Vespa là ngu rồi, ui dồi ôi, mày mua SH cũng lại là ngu rồi, kiểu như thế. Đúng là chúng ta cãi nhau như thế. Hay là cãi nhau, ui dồi ôi, mày mua Toyota là ham bền hơn là ham sống rồi, hay như này như này. Đúng là ui dồi ôi, mày mua Mac thì cũng chỉ sang chảnh vớ vẩn ba lăng nhăng đấy, kiểu thế. Chúng ta cãi nhau như thế để làm cái gì ạ? Bởi vì mình nghĩ là như này này, bản thân chúng ta không có cái gì để mà đáng tự hào về chính bản thân của chúng ta, nên chúng ta lấy cái xe của chúng ta ra để mà thấy là cái xe của chúng ta hơn cái xe của cái thằng kia, và chúng ta cảm thấy là chúng ta khôn hơn nó, chúng ta thông minh hơn nó. Hay là đơn giản như này, thậm chí có những cái mà nó kém cỏi đến mức cái độ này này, đấy là chúng ta cảm thấy là ví dụ như hôm nay chẳng hạn, đội bóng của mình thắng cái đội bóng của thằng kia, trong cái đó thì khéo cái thằng kia nó giàu gấp trăm lần mình, nhưng không, mình bảo ui xổi đội bóng người ta thắng mày rồi nhá, ui xổi lấy cái điểm đó ra để mà tự hào, để mà nghĩ rằng là bản thân mình nổi bật hơn người khác. Xong rồi cuối cùng đội bóng đấy mà nó thua nhiều quá, chuyển sang làm fan của đội khác luôn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nghĩ rằng là chỉ có những cái đó mới mang lại cái sự tự hào cho người ta, mang lại cái niềm vui cho người ta. Còn chính bản thân của người ta không có cái gì cả, nó giống như một cái thùng rỗng ấy, các bạn hình dung không ạ? Không có bất kỳ cái gì đáng tự hào cả. Nên thành ra là mới lấy những cái thứ như thế này ra để mà gì ạ? Để mà tô xích này, hay là để mà nghĩ là tư duy của những người dùng cái này cái nọ này. Theo mình ý, thì chả có cái tư duy nào ở đây cả, chả có cái tố xích nào ở đây cả. Đấy, và điện thoại nó để phục vụ con người, chúng ta thích cái nào là chúng ta mua cái đó thôi. Đấy, thì qua cái câu hỏi này thì cũng khuyên anh em là đừng cãi nhau ở trên mạng. Làm gì, thay vì việc cái thời gian anh em ngồi cãi nhau mất thời gian như thế, đi làm kiếm tiền. Đúng nào,
hay là thay vì cái thời gian mà chúng ta cãi nhau vớ vẩn như thế thì nói lời yêu thương với cả những người thân ở trong gia đình của chúng ta đấy, kiểu kiểu như thế, đúng không nào? Rồi, và trước khi bước vào câu hỏi tiếp theo thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường, các bạn có thể đến điện thoại hay.vn. nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, các bạn có thể đến laptop Trung Trần nhé, trungtrần.vn. mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Giang Huỳnh. Bạn hỏi là anh Dương nghĩ có nên mua Samsung Galaxy S20 FE hay là trong cùng tầm giá đó thì có con nào ngon hơn hay không ạ? Ít chơi game, chủ yếu là chụp ảnh và lướt mạng xã hội. Thế thì với cá nhân mình thấy là S20 FE nó sẽ đáng mua nếu như bạn cần một chiếc điện thoại có thương hiệu tốt và là hàng chính hãng. Đấy. Còn S20 FE nó sẽ bị một cái nhược điểm, đấy là pin của nó rất là tệ. Đấy là điểm thứ nhất. Còn nếu mà so ở trong phân khúc hàng chính hãng ấy, thì nếu mà so với cả cũng là một cái chiếc điện thoại Samsung đi, thì cái số tiền bỏ ra để mua S20 FE chúng ta sẽ chỉ đủ để mua Samsung Galaxy A34 thôi. Trong khi đó thì S20 FE mình đánh giá cao hơn Galaxy A34. Vậy nên là nếu mà hàng chính hãng thì ok. Còn nếu mà là xét chung nhá, cả chính hãng lẫn sách tay ấy, thì mình khuyên là không nên mua S20 FE. Cái này là khuyên thật lòng. Bởi vì là nếu mà cái tầm giá 7 triệu là chúng ta đã thừa tiền để mua những cái điện thoại như ở GT Neo 3 rồi. Chúng ta có thể đủ tiền để mua một chiếc Redmi Note, thừa tiền chứ, để mua một chiếc Redmi Note 12 Turbo, hoặc là đủ tiền để mua một chiếc Realme GT Neo 5. Cái GT Neo 5 chẳng hạn, nếu mà so với S20 FE thì sạc nhanh hơn nhiều luôn. Màn hình đẹp hơn, camera ngon hơn, hiệu năng tốt hơn, có 5G rồi các kiểu nữa. Có lẽ là chỉ có mỗi thương hiệu là không bằng thôi, nhưng mà gần như là hơn tất. Và mình không đánh đổi thương hiệu để lấy tất cả những thứ còn lại. Và thêm nữa là cái S20 FE thì nó cũng đã sản xuất cách đây mấy năm rồi, cũng lâu rồi, cũng khoảng hơn 3 năm rồi. Vậy nên là theo mình chỉ trừ khi thôi bạn sợ hàng sách tay và bạn sợ điện thoại Trung Quốc thôi thì mới mua S20 FE. Còn với mình nói thật luôn nhé, mình không mua. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nào. Có một bạn hỏi là anh Dương ơi, có điện thoại nào giá 5-6 triệu mà RAM 8GB, ROM 256, chip thì phải là chip MediaTek, chủ yếu chơi Advan 9 và quay video chơi game, có camera góc rộng, pin 5000, sạc nhanh 67W trở xuống, viền mỏng, mong anh tư vấn cho em với, em không có điện thoại. Đây thì có bạn tư vấn luôn, đây là GT Neo 3 đây. Đấy thì mình cũng đồng ý vào cái quan điểm này luôn. Nhưng mà bạn bảo là ở Cẩm Phả, Quảng Ninh thì bạn sợ mua GT Neo 3 là vấn đề, thì mình nghĩ là như này này. Đây là bây giờ cái việc mua hàng online ở Việt Nam nó rất là phát triển rồi, cũng rất là nhiều những cửa hàng họ uy tín rồi. Ví dụ như bạn mua GT Neo 3, bạn ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, điện thoại có thể ship đến tận đầu giường cho các bạn luôn. Đấy, ship đầu giường hơi quá, ship tận nhà. Đấy, thì bạn cứ yên tâm, nghe không phải lo lắng đâu, ship thì chắc cũng nhanh thôi. Tiếp tục nữa nào, cái chiếc điện thoại này đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu của bạn. Đấy là RAM 8, ROM 256 này. Chip thì là chip MediaTek rồi, chip nó rất là mạnh, 8100 thì phải. Đấy. Có camera góc rộng, pin 5000, sạc thậm chí là 80W nếu mình nhớ không lầm, có loa ngoài là loa kép, viền mỏng, màn AMOLED 120Hz. Nói chung là chiếc điện thoại đấy mình đánh giá là nó phù hợp với tất cả những nhu cầu của bạn. Còn nếu mà bây giờ chúng ta cố tìm những điện thoại hàng chính hãng để mà mua cho nó gần cơ sở Cẩm Phả, Quảng Ninh ý, thì khó đấy, mình nghĩ là khó. Ví dụ như trong cái tầm giá này nhé, không thể mua được S20 FE đâu. Mà S20 FE thì pin nó cũng không được 5000, nó cũng không có sạc nhanh như trên. Và cái giá của nó thì nó phải 7 triệu cơ. Đấy, mình thấy là như vậy. Nên là GT Neo 3 là hợp lý nhất các bạn nhé, mua online. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là em có 2 triệu muốn mua cho mẹ em một chiếc điện thoại nghe gọi xem phim thì có được con máy nào không anh? Mong anh trả lời, chúc anh sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì trong cái tầm giá khoảng 2 triệu ấy, là trước đây ở trên kênh YouTube của mình có mở hộp về cái chiếc điện thoại iTel S23 rồi. Đấy thì về cơ bản là nó cũng là một cái chiếc điện thoại mình đánh giá là 2 triệu thì cũng khó đòi hỏi hơn được. Chúng ta sẽ có một cái chiếc điện thoại đủ dùng cho phụ huynh, pin 5000 rồi, màn 90Hz HD cộng thôi, nhưng mà thế là cũng được rồi. Camera 50 chấm rồi, một cái thiết kế cũng gọi là dễ nhìn, kiểu kiểu như thế. Ở trong cái tầm giá này thậm chí chúng ta còn được bộ nhớ trong 128GB nữa. Đấy, thì mình thấy là con này đáp ứng được cái nhu cầu nghe gọi, xem phim và sử dụng cơ bản cho mẹ bạn. Đấy, thì nó là iTel S23 nhé. Chính ra ấy mà ngày xưa mà Vsmart mà không dừng sản xuất ấy thì có lẽ là chúng ta sẽ mua được những cái dòng sản phẩm Vsmart, dòng Joy
đấy, hồi đấy rất là rẻ thôi, tầm vài triệu thôi, nhưng mà tiếc quá, đúng nào, hơi tiếc nhỉ. Bây giờ thì chúng ta lại mua iTel thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Có một bạn hỏi là đợi iPhone 15 luôn tháng 9 năm sau thì giá tụt như tụt quần, bây giờ mua phí cả tiền. Rồi, một cái comment rất là thú vị. Cá nhân mình thấy là này, rõ ràng là nếu mà chúng ta càng đợi thì iPhone nó sẽ càng giảm giá xuống thôi. Đây là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà khi iPhone 15 ra mắt thì cái câu chuyện nữa nó xảy ra, đấy là chúng ta lại sau khi chờ 9 tháng sau, tháng 9 năm sau chứ, thì chúng ta lại có một câu chuyện xảy ra, đấy là iPhone 16 lại ra mắt. Đúng nào? Xong rồi chúng ta lại lặp lại một cái vòng như này. Đấy là nên mua iPhone 15 hay là mua iPhone 16? 15 bây giờ thì lại cũ rồi, iPhone 16 thì lại có đời mới. Đúng nào? Xong rồi lại cái vòng lặp đấy nó lại tiếp tục xảy ra nữa. Thế thì cuối cùng chả bao giờ chúng ta có điện thoại cả. Nên là cá nhân mình thì mình nghĩ là như này, chúng ta cảm thấy khi nào mà giá của nó hợp lý, hợp với túi tiền của chúng ta thì chúng ta mua thôi. Chứ nhiều người ở trên mạng cứ nói rằng là chỉ có điên mới bỏ ra bốn mấy triệu để mua iPhone 15 Pro Max thời điểm đầu tiên. Nhưng mà mình thấy là những người người ta mua iPhone 14 Pro Max ở thời điểm đầu tiên ấy, người ta đâu có bị điên đâu. Mà tất cả những người mua đấy thì mình thấy là người ta đều có điều kiện, người ta đều giàu có cả chứ. Mình cũng muốn được điên như thế mà có được đâu. Đúng là đấy, cái này là cũng phải chia sẻ thẳng thắn với anh em luôn. Còn ví dụ như là cái thời điểm này mình không có đủ tiền mua thì mình có thể chờ đến tháng 2, chờ đến Tết. Nói chung là cứ chờ đến khi nào mà mình cảm thấy giá nó hợp lý thì mình mua, hợp với túi tiền của mình mua. Còn ví dụ như những người người ta có điều kiện kinh tế cao hơn ấy, thì người ta đánh đổi lấy cái thời gian người ta chờ đấy bằng việc là người ta bỏ ra nhiều tiền hơn. Đúng nào? Theo các bạn thì thời gian đáng giá bao nhiêu tiền? Đúng không ạ? Người ta bỏ ra đấy để mà được trải nghiệm trước các bạn. Đấy, ví dụ như là tháng 9 năm sau bạn mới được trải nghiệm iPhone 15 chẳng hạn. Nhưng bây giờ là người ta đã có thể được trải nghiệm iPhone 15 rồi. Đúng nào? Thì người ta trải nghiệm trước các bạn 1 năm. Và coi như là cái số tiền mà các bạn nghĩ rằng là cái số tiền ngu của người ta ấy, là cái số tiền mà người ta bỏ ra để mua thời gian ấy. Đấy. Theo các bạn thời gian đáng giá bao nhiêu tiền? Thời gian để được trải nghiệm trước. Ai sướng trước hộ các bạn? Ai sướng trước? Đúng nào? Đấy, thì mình nghĩ là quan trọng nhất là cái số tiền người ta bỏ ra người ta cảm thấy là phù hợp với người ta. Ở thời điểm đấy người ta sẵn sàng chi trả, người ta mua thôi. Chứ còn mình nghĩ là không có gì là phí phạm cả đâu. Đúng nào? Cũng giống như việc là cái áo mà mình đang mặc như này nhá. Tất nhiên áo này được tặng không nói làm gì. Nhưng mà giả sử như cái áo này là áo mà mình mua đi, thì mình đi ra một cái cửa hàng quần áo đấy, mình thấy là cái áo này nó từng này tiền, mình thấy nó hợp lý và mặc vào thì thấy nó phù hợp với bản thân mình, thế là mình mua thôi. Chứ còn làm sao mà chờ đến những cái đợt mà quần áo nó sale off 70-80%, thế lúc đấy mình nghĩ là ôi, trước mình mua cái áo này 500.000, bây giờ nó sale off nó còn hơn 100.000 thôi. Ôi tiếc thế nhỉ, ngày đấy ngu thế. Đấy, nhưng mà không, ai suy nghĩ thế bao giờ. Đúng nào, cái lúc mà chúng ta cần ý, nó cũng giống như việc là có một người, có một câu chuyện hài như này này. Đấy là một người sắp bị chết đuối. Thế xong rồi có người ở trên bờ mới bảo là tôi mà vớt ông lên ý, thì tôi phải tính là 10 triệu. Không, tính của tôi 1 triệu thôi. Đấy, 8 triệu được không? Thôi 2 triệu thôi. Thế cuối cùng chưa kịp mặc cả xong thăng. Đấy, thế theo các bạn, đấy cái tiền nó phải đúng vào cái thời điểm. Liệu chúng ta có cần hay không? Cái lúc đấy các bạn rất cần rồi thì bao nhiêu tiền nó cũng sẽ xứng đáng. Còn nếu không cần thì cứ chờ thôi. Rồi, và như vậy là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.